sau kỳ nghỉ Covid cũng lâu lắm rồi, hôm nay mới được thu hoạch. Ngồi đây con, hôm nay mới được đi học. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi giời, em nhìn nó từ lâu rồi. Đồ ngu, chạy ra bắt nó lại. Ra bắt nó lại, không nó chạy mất. Thôi hỏi tiếp đi. Cả mấy năm không tắm, hôi chân hôi nách. Thấy cả mình hôi nách. Thôi mày lấy đồ của nó đi. Thế là phải được. Ra đây. Không, mặt nó chỉ có một đứa chó ăn. Để nhảy đi. Đại ca đã một cái rồi. Sao cái kẹo này mong rồi? Nó bóc ra nó ăn rồi. Ăn lành mãi mới được đấy. The next day. Nổi tiếng là mồm gâu à, lưỡi trội này, mà này không mang kẹo à? Ôi giời, kế bên này cả vẫn tin. Em phải nói dấu ở dưới tất cái kẹo. Đồ ngu, ra lấy ngay, không có chạy mất bây giờ. Con này cắn lắm, hình như nó không rửa chân hay sao, thối quá. Tôi không ăn nữa, vứt đi. Ê này ca, phí này ca. Thôi để em lau. An ơi, anh mua kẹo cho em này. Ba kẹo xin thế. Anh kẹo cho em của con bé sốt chặt xuyên em.
Em không kéo chỗ nào đâu. Hả? Đại ca 15 năm học lớp 1. Đứa nào đang lấy kẹo của em tao? Trả mau. À, kẹo này phải không em ơi? Kẹo này phải không? Có phải cái kẹo này không em? Không, không phải các bạn, mấy bạn khác cơ. Mấy bạn khác à? Thôi từ nay mình sẽ không đi chấn lột các bạn khác nữa.